các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Số 23. Kissinger đến cuộc họp hôm 13 tháng 9. Có lẽ có hy vọng có gì mới vì cuộc họp này do ta đề xuất. Hơn nữa, ông ta đã đề nghị phía Việt Nam đưa ra phản đề nghị về vấn đề chính quyền ở miền Nam. Còn Xuân Thủy muốn dùng cuộc họp này để ép Mỹ xuống thang thêm. Sau một bài dài của Xuân Thủy phê phán 8 điểm của Hoa Kỳ, Kissinger tỏ ra thất vọng và hỗn xược. Tôi biết Bộ trưởng đã phát biểu theo chỉ thị mà Bộ trưởng đã nhận, nên tôi trả lời đây là trả lời người đã thảo ra chỉ thị đó. Xuân Thủy nghiêm nghị. Tôi xin ngắt lời ông. Tôi hỏi ông trả lời đây là theo chỉ thị của Nhà Trắng hay ý kiến của riêng ông? Kissinger, thay mặt Nhà Trắng. Xuân Thủy, thay mặt Nhà Trắng thì tôi sẵn sàng nghe, còn nếu là của cá nhân ông thì chỉ nghe một phần thôi, vì tôi chỉ nghe những điều mà ông nói theo chỉ thị của Nhà Trắng và những điều tôi nói cũng để cho Nhà Trắng nghe. Kissinger, ngài sẵn sàng nghe chứ? Xuân Thủy, được, nếu là của Nhà Trắng. Kissinger đọc một bản kể lại những đề nghị của Mỹ từ 31 tháng 5 đến nay và nói lên thiện chí của Mỹ và đổ trách nhiệm cho phía Việt Nam không muốn giải quyết vấn đề. Ông ta còn nói thêm là bản thân đã 4 lần sang Paris khi không có người từ Hà Nội đến. Khi Kissinger nói đến đòi hỏi của Mỹ hạn chế viện trợ quân sự của miền Bắc Việt Nam đi đôi với việc Mỹ hạn chế viện trợ quân sự cho miền Nam theo tỷ lệ tương đương, thì Xuân Thủy sẵn giọng. Ông làm như Việt Nam là của các ông. Ông làm như miền Nam và cả miền Bắc Việt Nam là thuộc Hoa Kỳ cả. Không, Việt Nam là của người Việt Nam. Cuộc tranh luận bế tắc trong vấn đề chính quyền ở miền Nam, cuộc họp kết thúc sau 2 giờ, ngắn nhất so với những lần gặp trước. Không hẹn cụ thể ngày gặp lại, hai bên đồng ý sẽ báo cho nhau nếu có gì mới. Qua hai cuộc gặp sau cùng này, người ta thấy rõ Mỹ muốn đạt được thỏa thuận về vấn đề chính trị, giải quyết xong cái khung với ta để công bố ra, lấy vốn chính trị có lợi cho họ về đối nội và đối ngoại. Sau khi công bố cái khung thì coi như căn bản giải quyết vấn đề, còn cụ thể thế nào thì Mỹ để đấy hoặc có thể kéo dài việc thương lượng. Việc Mỹ công bố cái khung chung như thế sẽ có tác động đến tình hình chính trị ở miền Nam, có lợi cho Nguyễn Văn Thiệu trong bầu cử sắp tới. Mỹ chủ động ngừng cuộc gặp riêng, nhưng Mỹ không cắt cầu thì ta cũng không cắt. Ngày 30 tháng 9, Thượng viện Mỹ hầu như nhất trí thông qua quyết nghị đòi Nixon rút quân trong 6 tháng, với điều kiện duy nhất là đưa được tù binh về nước. Ngày 4 tháng 10, tướng Walter gọi điện cho Võ Văn Sung đề nghị gặp Bộ trưởng Xuân Thủy để trao một công hàm của Washington. Không gặp được Xuân Thủy, ngày 11 tháng 10, Walter trao đề nghị 8 điểm của Mỹ cho Võ Văn Sung. Trong công hàm có đoạn viết: Tiến sĩ Henry Kissinger sẵn sàng gặp vào ngày 1 tháng 11 ông Lê Đức Thọ hoặc một nhân vật khác tương đương của Hà Nội cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy. Trong cuộc họp đó, ông ta sẵn sàng tính đến các điểm khác đã được thảo luận trong các cuộc họp trước đây của diễn đàn này. Phía Mỹ còn nói đây là một giải pháp toàn diện, một cố gắng cuối cùng để thương lượng một giải pháp công bằng trước cuối năm 1971. Điểm mới trong 8 điểm ngày 11 tháng 10 của Mỹ là Hoa Kỳ sẽ rút hết quân vào ngày 1 tháng 7 năm 1972, miễn là tuyên bố về nguyên tắc sẽ được ký vào ngày 1 tháng 12 năm 1971, tức là thời hạn rút quân Mỹ chỉ còn 7 tháng.
Vấn đề chính trị ở miền Nam đã trở thành một điểm riêng và sẽ có bầu cử tổng thống tự do và dân chủ sau khi hiệp định cuối cùng được ký. Sẽ có cơ quan độc lập gồm đại diện các lực lượng chính trị ở miền Nam tham gia chịu trách nhiệm tổ chức tuyển cử. Một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống đó, tổng thống và phó tổng thống đương quyền sẽ từ chức. Nhưng Mỹ vẫn đòi ta phải rút quân khỏi Lào và Campuchia. Mỹ tỏ ra đáp ứng 7 điểm công khai của chính phủ cách mạng lâm thời và 9 điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thời hạn rút quân có ngắn hơn trước, nhưng vẫn phụ thuộc vào việc ký hiệp định cuối cùng. Về chính trị, Mỹ nói việc Thiệu từ chức nhưng đòi ta phải chấp nhận chế độ ngụy quyền trong hiến pháp của Sài Gòn và như vậy bảo đảm cho Ngụy thắng cử. Về cơ bản, Mỹ vẫn giữ lập trường cũ, không muốn giải quyết toàn bộ vấn đề mà chỉ muốn giải quyết vấn đề quân sự, lấy được tù binh. Từ đầu tháng 10 năm đó, Hà Nội đã tiếp Chủ tịch Đoàn Xô Viết tối cao Liên Xô Podgorny và được thông báo những ý kiến tương tự. Ngày 20 tháng 11, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Bắc Kinh, Thủ tướng Chu Ân Lai nói, Việt Nam nên tranh thủ thời cơ giải quyết trước vấn đề rút quân Mỹ và quan tâm giải quyết vấn đề tù binh Mỹ. Việc đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn là lâu dài. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua. Sách đã dẫn, trang 58. Ngày 12 tháng 10, Nixon công bố đi thăm Liên Xô tháng 5 năm 1972 và ngày 20 tháng 10 công bố tin Kissinger đi Trung Quốc lần thứ hai. Rõ ràng, nếu đề nghị này được Việt Nam chấp nhận, sẽ tạo thế mạnh cho Nixon đối với cả Liên Xô và Trung Quốc. Còn nếu Việt Nam không nhận, thì có thể công bố và đổ trách nhiệm cho Việt Nam trước dư luận thế giới. Ngày 25 tháng 10, Võ Văn Sung báo cho Walter biết là cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng gặp cố vấn Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 11. Nhưng 3 ngày trước cuộc gặp đó, Võ Văn Sung lại báo cho Walter là cố vấn Lê Đức Thọ bị ốm bất ngờ nên không tới dự cuộc gặp riêng đó được. Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng gặp tiến sĩ Kissinger vào ngày 20 tháng 11 như đã thỏa thuận. Hai hôm sau, Walter lại gặp Võ Văn Sung nói rằng rất tiếc về việc cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ bị ốm. Trong trường hợp đó, cuộc gặp nói trên sẽ không có ý nghĩa. Nhưng phía Mỹ vẫn để ngỏ cửa sẽ có cuộc gặp lại vào thời gian thích hợp với cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ hoặc với bất cứ đại diện nào của Bộ Chính trị để nhanh chóng giải quyết cuộc chiến tranh. Mỹ mong đợi Việt Nam đưa ra những gợi ý về một thời hạn thích hợp cho cuộc gặp. Đấy là một trường hợp ốm về chính trị. Lúc đó trên chiến trường miền Nam, tương quan lực lượng vẫn chưa có lợi cho cách mạng. Chính phủ cách mạng lâm thời chưa có thắng lớn mà còn đang chuẩn bị cho hoạt động xuân hè năm sau. Mặt khác, trên bàn đàm phán về quân sự, hai bên đã gần nhau nhưng còn về chính trị, Mỹ vẫn giữ lập trường như trước. Và trước thái độ đó, Hà Nội thấy cần tỏ ra không nóng vội. Một vấn đề nữa là ba nước lớn sẽ bàn nhau về vấn đề Việt Nam như thế nào. Ta chưa rõ, còn phải chờ xem. Trước đây, Hà Nội quyết định Lê Đức Thọ và Xuân Thủy gặp Kissinger vào ngày 20 tháng 11 năm 1971 và có thể đưa ra phản đề nghị của ta. Nhưng lúc này, phía Việt Nam chưa biết đích xác Nixon sẽ tuyên bố vấn đề Việt Nam vào ngày nào. Nếu sau khi phía Việt Nam đưa ra phản đề nghị, Nixon mới tuyên bố vấn đề Việt Nam, thì ông ta đã biết rõ ý đồ của Hà Nội và sẽ có những tuyên bố lừa bịp dư luận và đi trước để phá tuyên bố phía Việt Nam. Như thế không có lợi cho Việt Nam. Do đó, Hà Nội quyết định trong cuộc gặp 20 tháng 11 chưa đưa ra phản đề nghị. Ông Thọ chưa cần sang và để một mình ông Xuân Thủy gặp Kissinger để giữ cầu nếu Kissinger vẫn đồng ý gặp. Ngày 12 tháng 11, Nixon tuyên bố về đợt rút quân mới nhưng không đưa ra sáng kiến gì mới về chính trị. Ngày 17, đoàn Việt Nam lại nhận được chỉ thị
chưa đưa ra phản đề nghị vì hai lẽ. A. Qua tuyên bố ngày 12 tháng 11, thấy Nixon tỏ ra rất ngoan cố, âm mưu rút quân từng bước để thực hiện Việt Nam hóa, đồng thời duy trì một số quân vô thời hạn để làm con bài mặc cả. Do đó, Việt Nam nên tỏ thái độ cứng và chưa cần đưa phản đề nghị. B. Phương hướng đấu tranh ngoại giao năm 1972 đang được nghiên cứu xem nên giải quyết trước xuân hè 1972 nếu đối phương nhận một giải pháp phù hợp với yêu cầu, hay là đợi sau khi thực hiện ý đồ chiến lược của ta trên chiến trường. Từ đó đến cuối năm 1971 không có cuộc gặp riêng nào. Ngày 15 tháng 12, Hoa Kỳ gửi công hàm đổ trách nhiệm cho Việt Nam làm bế tắc hội nghị Paris và hoãn phiên họp 139 hội nghị bốn bên tới ngày 23 tháng 12, rồi lại hoãn tới 30 tháng 12 năm 1971. Chương 6. Thời cơ chuyển sang chiến lược hòa bình. Nixon xấu chơi. Quan hệ với Trung Quốc được khai thông, với Liên Xô tiến thêm một bước, Nixon quyết định ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa và ngay từ mùng 5 tháng 1 đã đăng ký tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy vấn đề về Việt Nam còn đó, lạm phát, thất nghiệp, sự không ổn định xã hội còn đó, ông ta tính những biện pháp có lợi cho vận động bầu cử và các chuyến đi Trung Quốc, Liên Xô sắp tới. Ngày 13 tháng 1, Nixon công bố quyết định rút thêm một đợt mới đáng kể, 70.000 người, giảm quân số Mỹ ở Nam Việt Nam xuống còn 69.000 vào ngày 1 tháng 7 năm 1972. Ngày 25 tháng 1, ông ta công bố nội dung các cuộc gặp riêng giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ từ năm 1969 tới nay, đặc biệt đưa ra công khai các đề nghị của Hoa Kỳ ngày 31 tháng 5 năm 1971 và 11 tháng 10 năm đó và cả đề nghị mới. Hôm sau, tại Paris, phía Mỹ gửi công hàm cho đoàn Việt Nam thanh minh rằng đó là việc làm rất miễn cưỡng và đề nghị nối lại cuộc thương lượng bí mật giữa hai bên. Trước ống kính của đông đảo các phóng viên, Nixon nói rằng phía Việt Nam đã bác bỏ mọi đề nghị của Hoa Kỳ khăng khăng đòi lật đổ Thiệu, lợi dụng tiếp xúc bí mật để tấn công công khai, hẹn gặp riêng rồi lại thôi, không trả lời 8 điểm của Hoa Kỳ mà lại tấn công quân sự. Tóm lại, đề cao thiện chí của Nixon đổ trách nhiệm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đợt tấn công vừa công khai vừa bí mật khá quy mô này nhằm nhiều mục tiêu. Trước hết, để chứng minh cho nhân dân Mỹ và phe đối lập rằng Nixon đã làm mọi cách để tìm kiếm giải pháp thương lượng, muốn chấm dứt dính líu và chiến tranh, ông ta đã đi xa hơn phe đối lập và nhân dân Mỹ. Ông ta đề cao thành tích lớn lao của Việt Nam hóa chiến tranh, nhất là đã rút được gần nửa triệu quân Mỹ về nước. Thứ hai là ngăn chặn Việt Nam hoạt động mạnh ở miền Nam, tạo thuận lợi cho ông ta đi Trung Quốc, Liên Xô. Thứ ba là phục vụ cho chiến dịch bầu cử trong nước. Nixon có đạt được các mục tiêu trên không? Những đề nghị mới của ông ta có những điểm yếu như rút quân mà thực tế kéo dài chiến tranh, do đó không lấy được tù binh và tiếp tục duy trì Nguyễn Văn Thiệu. Chính vì vậy mà cuộc tấn công hòa bình này của Nixon chỉ thu được kết quả hạn chế trong một tuần. Sau đó, Mỹ lại tiếp tục lên án ông ta, cho 8 điểm mới của ông ta đưa ra là một kiểu bài bày mới. Kissinger chua chát mà nhận thấy rằng, một tuần chưa trôi qua, những người chỉ trích chúng tôi lại hòa chung tiếng nói của họ. Một lần nữa, sự bế tắc của chúng tôi gặp phải sau khi Hà Nội từ chối, hoàn toàn đổ lên đầu chính phủ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1100. Ngày 31 tháng 1 năm 1972, Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công bố giải pháp 9 điểm đã trao cho Kissinger ngày 26 tháng 6 năm 1971, đồng thời vạch rõ sự tráo trở của Nhà Trắng đã vi phạm thỏa thuận, hai bên không công bố các nội dung cuộc họp riêng
theo đề nghị của chính Kissinger. Việt Nam cũng phân phối cho các báo những công hàm trao đổi giữa hai bên về cuộc gặp ngày 20 tháng 11 năm 1971. Dư luận xôn xao. Ngày mùng 2 tháng 2, tại hội nghị bốn bên, bà Nguyễn Thị Bình nói rõ thêm hai vấn đề then chốt trong lập trường 7 điểm đưa ra ngày mùng 1 tháng 7 năm 1971. Về quân sự, chính phủ cách mạng lâm thời đòi Hoa Kỳ định ra một thời hạn dứt khoát cho việc rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam, đồng thời đòi Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh bằng không quân ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Thời hạn rút quân đó sẽ là thời hạn trao trả tất cả tù binh của các bên, kể cả phi công Mỹ bị bắt ở Bắc Việt Nam. Về chính trị, Thiệu phải từ chức ngay và chính quyền Sài Gòn phải chấm dứt chiến tranh hiếu chiến, thủ tiêu bộ máy kìm kẹp, khủng bố nhân dân, chấm dứt chính sách bình định, giải tán các trại tập trung, trả lại tự do cho những người bị bắt vì lý do chính trị, bảo đảm các quyền tự do dân chủ cho nhân dân như Hiệp định Geneva 1954 đã quy định. Như vậy, chính phủ cách mạng lâm thời không đòi thay đổi tập đoàn cầm quyền của Thiệu mà đòi Thiệu từ chức và hủy bỏ công cụ chủ yếu của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Thay chính sách là mặt chủ yếu trong đề nghị mới này. Đây là một bước uyển chuyển để tiến lên có những đề nghị khác sau này. Đề nghị mới này của chính phủ cách mạng lâm thời lại gây được tiếng vang trong dư luận thế giới và dư luận Mỹ. Hai hôm sau, Thượng nghị sĩ Moutier, một ứng cử viên tổng thống, đòi Nixon chấm dứt viện trợ cho Thiệu ngay sau khi Hoa Kỳ đơn phương rút hết quân, trừ phi Thiệu thỏa thuận với Cộng sản. Từ đó trở đi, vấn đề này trở thành chủ đề của phe đối lập ở Mỹ chống lại việc kéo dài chiến tranh của Nixon. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win-Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win-Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.